tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Hoàng Anh Tuấn Liêm cùng nhóm biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thưa quý vị, cuộc chiến Nga và Ukraine diễn biến ngày càng khốc liệt. Mới đây nhất, Nga tấn công tên lửa vào thành phố Lviv của Ukraine khi Tổng thống Joe Biden thăm Ba Lan. Thêm một tướng Nga đã thiệt mạng đây là tướng thứ bảy của Nga đã thiệt mạng ở Ukraine. Và một chỉ huy đại tá Nga đã chết sau khi ông bị quân đội của chính mình tấn công bằng Satan. tăng. Khi phương Tây cảnh báo, ông Putin đang tập hợp thêm 10 tiểu đoàn nữa để dốc toàn lực đằng sau cuộc xâm lược bất thành của mình. Tại Việt Nam thì mạng xã hội đang cuộn sóng khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt. Hôm 24 tháng 3, tuyển bóng đá Việt Nam thất bại 0-1 trước Omen ở vòng loại World Cup năm 2022. Nhưng ngay cả tin này dường như không được chú ý như bình thường. Vì dư luận Việt Nam, ít nhất là qua mạng xã hội, cùng ngày đã bị thu hút bởi tin bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam bị cơ quan cảnh sát điều tra và bắt tạm giam. Tại Canada thì tỉnh Ontario sẽ đón thời tiết lạnh hơn bắc cực vào cuối tuần này. Có cảnh báo lái xe nguy hiểm ở miền nam Ontario khi tuyết rơi mạnh cản trở tầm nhìn. Quý vị khi ra ngoài xin hãy lái xe cẩn thận nha! Chúng tôi sẽ cập nhật những chi tiết trong bản tin ngày 27 tháng 3 hôm nay cùng một số tin tức Canada và thế giới đáng chú ý sau đây. Canada, châu Âu đồng tổ chức buổi kê quỷ trên mạng xã hội cho những người Ukraine phải di tản. Các thành viên đảng tự do tỉnh Ontario hứa hẹn mức lương tối thiểu 16 đô la cùng gói phúc lợi nếu được bầu lãnh đạo đảng NDP cho rằng Canada không nên đi theo mục tiêu hỗ trợ quân sự của NATO. Tỉnh Ontario cam kết 29 triệu đô la xây dựng khu bệnh viện mới cho Bệnh viện Ottawa Hospital. Các thị trấn du lịch ở tỉnh Alberta phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân viên khi các hạn chế giảm bớt. Hai tuần sau khi tỉnh BC bỏ quy định đeo khẩu trang, người ta bắt đầu kêu gọi đeo khẩu trang trở lại. Tổng thống Joe Biden kêu gọi loại bỏ tổng thống Putin, nói rằng người đàn ông này không thể tiếp tục nắm quyền. Đám cháy rừng ở Colorado lan nhanh, buộc 19.000 người phải rời khỏi nhà. Người đàn ông đã phát minh ra định dạng video ngắn phổ biến trên internet, được gọi là định dạng GIF qua đời vì Covid-19. Hàng không Việt Nam tăng chi phí trong bối cảnh chiến tranh Nga và Ukraine. Sau đây là bản tin chi tiết mở đầu với phần tin Canada. Mời quý vị theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Canada và châu Âu đồng tổ chức buổi gây quỹ trên mạng xã hội cho những người Ukraine phải di tản Canada và quỹ châu Âu sẽ dẫn đầu một chiến dịch gây quỹ quốc tế để giúp cho người dân chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh ở Ukraine. Nỗ lực gây quỹ được gọi là Stand Up for Ukraine, đứng lên vì Ukraine, sẽ thu hút sự tham gia của các chính trị gia, nghệ sĩ và doanh nghiệp và nhiều người khác. Và đỉnh điểm của chiến dịch gây quỹ này là lời hứa tham gia sự kiện vào ngày 9 tháng 4 do Thủ tướng Justin Trudeau và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tổ chức họ đang hợp tác với tổ chức vận động quốc tế global citizen để gây quỹ cho cuộc khủng hoảng nhân đạo do giao tranh tồi tệ nhất ở châu âu kể từ sau thế chiến thứ hai một tuyên bố từ văn phòng của thủ tướng justin trudeau cho biết tổng thống của ukraine đang mời các nghệ sĩ diễn viên vận động viên lãnh đạo doanh nghiệp chính trị gia và bất kỳ ai có xu hướng tham gia một cuộc tập hợp lại quy mô lớn trên mạng xã hội để giúp đỡ đất nước đang bị bao vây của ông Mục tiêu là quyên góp tiền để giúp đỡ cho hàng triệu người tị nạn và người Ukraine bị buộc phải rời khỏi quê nhà sau cuộc chiến tranh xâm lược ngày 24 tháng 2 của Nga vào đất nước Ukraine. Thủ tướng Justin Trudeau và von der Leyen đã gặp nhau tuần này tại Brussels trong chuyến công du thứ hai của thủ tướng tới châu Âu trong hai tuần để thảo luận với các đồng minh về cuộc tấn công của Nga. Các thành viên của đảng tự do Ontario hứa hẹn mức lương tối thiểu 16 đô la cùng với gói phúc lợi nếu đắc cử. Lãnh đạo của đảng tự do Ontario Stephen Del Duca hứa rằng đảng của ông sẽ tăng mức lương tối thiểu là 16 đô la, làm việc để thiết lập mức lương đủ sống trong khu vực và bồi thường cho các doanh nghiệp vì đã ra luật 10 ngày nghỉ bệnh được trả lương. Đảng tự do là đưa ra lời hứa về tất cả những điều này nếu mà họ giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 6. Những lời hứa này trong một bài phát biểu vận động tranh cử hôm thứ bảy trước các đảng viên được coi là sự tranh cử trực tiếp đầu tiên trong năm của Đảng Tự do. Để bắt đầu, Đảng Tự do sẽ tăng mức lương tối thiểu từ 15 đô la lên 16 đô la một giờ vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, đây không phải là đảng duy nhất làm điều này, NDP cũng hứa sẽ tăng mức lương tối thiểu lên 16 đô la. Những người ủng hộ cho mức lương đủ sống được điều chỉnh theo khu vực có thể lên tới 22 đô la một giờ ở Toronto. NDP đã hứa hẹn mức lương tối thiểu 16 đô la kể từ ngày 1 tháng 10 và sẽ tăng lên 20 đô la một giờ vào năm 2026. Ông Đào Duca cũng hứa sẽ mang trở lại các điều khoản trả lương bình đẳng để những người lao động bán thời gian, nhân viên tạm thời sẽ được trả lương giống như nhân viên toàn thời gian. Dự luật năm 2017 của đảng Tự do cũng đã bảo đảm cho người lao động có 2 ngày nghỉ khẩn cấp được trả lương và bây giờ họ đang hứa sẽ quy định 10.000 nghỉ bệnh được trả lương. Ông Dauduka cho biết hôm thứ Bảy rằng chính phủ tự do của ông sẽ hoàn trả cho các doanh nghiệp lên tới 200 đô la mỗi ngày cho chương trình đó. Ông xin nghĩ rằng Canada không nên đi theo mục tiêu hỗ trợ quân sự của NATO lãnh đạo của ndp là cha Singh nói rằng các mục tiêu chi tiêu quân sự mà các nước nato nhất trí là mục tiêu tùy ý và ông nói với thủ tướng justin trudeau rằng canada không nên nhắm tới các mục tiêu đó. cho dù vậy thì một số hỗ trợ bổ sung cho lực lượng canada sẽ vẫn được bảo đảm chẳng hạn như tăng cường tuyển quân và cải thiện thời gian tìm kiếm và cứu hộ. ông nói tôi đã rất rõ ràng với thủ tướng rằng chúng ta không nên đáp ứng hai phần trăm đó. Cậu bé 14 tuổi người Afghanistan tiếp tục cầu xin Canada giúp đỡ. Một cậu bé 14 tuổi đến từ Afghanistan đang nhắc lại lời cầu xin tuyệt vọng của mình với chính phủ Canada khi gia đình cậu bé đang chờ hướng dẫn thêm về đơn xin nhập cư của họ. Tháng 8 năm ngoái khi Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan, cậu bé, người mà báo chí không xác định vì lý do an ninh, đã viết một lá thư cầu xin chính phủ Canada cung cấp cho cậu bé và gia đình nơi trú ẩn an toàn. Gia đình 7 người của cậu bé đã nộp đơn xin nhập cư vào Canada. Ban đầu thì gia đình đã có thể rời khỏi nhà của họ vào tháng 8 năm ngoái bằng xa hơi, chạy trốn sang một nước láng giềng. Tuy nhiên, vì không có thị thực, gia đình được thông báo rằng họ không thể ở lại và bị đưa trở lại Afghanistan. Sau khi nộp đơn và được chấp thuận visa 60 ngày, gia đình đã trở về nước láng giềng và hiện đang chờ chính phủ Canada hướng dẫn thêm. Tuy nhiên, 30 trong số 60 ngày đã trôi qua và họ nói rằng họ chưa nhận được tin tức gì thêm. Cậu bé nói, con muốn chính phủ Canada giúp gia đình con xuất cảnh càng sớm càng tốt vì 30 ngày đã trôi qua và chỉ còn 30 ngày nữa. Cậu bé đang kêu gọi chính phủ Canada nhanh chóng hành động vì cậu bé rất sợ bị đưa về nước một lần nữa. Con không thể nghe nhạc, con không thể nói những điều mà Taliban không chấp nhận, con không thể ra ngoài đất nước này. Cậu bé nói rằng mình lo lắng không chỉ cho tương lai của mình mà còn của các em gái và mẹ, nếu gia đình cậu buộc phải quay trở lại Afghanistan. Luật sư nhập cư của gia đình là Erin Simpson nói rằng Họ sẽ gặp rủi ro lớn nếu đơn đăng ký của họ không thành công. Cô Simpson cho biết, cô hy vọng chính phủ sẽ cấp cho họ giấy phép cư trú tạm thời. Nếu được chấp thuận đến Canada, cậu bé cho biết, cậu hy vọng sẽ học tại một trường đại học để trở thành một nhà toán học, kỹ sư hoặc là phi hành gia, đồng thời nói thêm rằng cậu bé có kế hoạch nâng cao tiếng nói của những phụ nữ đang phải sống như những người tù nhân ở đất nước của mình. Khi được hỏi làm thế nào mà cậu bé được giáo dục về bình đẳng và quyền của phụ nữ, cậu bé cho biết Internet đã thay đổi quan điểm của cậu bé. Tỉnh Ontario cam kết 29 triệu đô la để xây khu bệnh viện mới cho Bệnh viện Ottawa. Thủ hiến Doug Ford đã có mặt tại Ottawa vào thứ Sáu để cam kết hơn 29 triệu đô la cho dự án xây dựng thêm khu bệnh viện tương lai Civic Campus của Ottawa Hospital. Cơ sở này sẽ nằm cạnh vách đá đối diện với Dolls Lake. Quá trình xây dựng dự kiến bắt đầu vào năm 2024 và dự kiến mở cửa vào năm 2028. Dự án đã được thực hiện trong hơn một thập kỷ và nó đến vào thời điểm mà giường bệnh đang rất thiếu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Kế hoạch thiết kế và địa điểm đã được công bố vào tháng 5 của năm 2021. Bệnh viện sẽ bao gồm một trung tâm chấn thương, khu phẫu thuật, các phòng khám ngoại trú cũng như các không gian nghiên cứu và giáo dục, không gian phòng khám bổ sung và các văn phòng y tế sẽ nằm ở phần dưới của khu đất, được kết nối với ga LRT gần đó. Tòa nhà mới sẽ bổ sung hơn 300 giường bệnh cho bệnh viện. Tại tỉnh BC, kế hoạch nha khoa liên bang có thể tác động đến người dân tỉnh BC như thế nào? Các nha sĩ làm việc với các cộng đồng thu nhập thấp nói rằng họ hy vọng một kế hoạch nha khoa liên bang được công bố trong tuần này sẽ giúp ích cho khách hàng của họ, nhưng vẫn còn thắc mắc về cách thức hoạt động của nó. Ông Bruce Ward là một nha sĩ đã từng làm việc tại các phòng khám ở Downtown Eastside và ông ấy nói rằng trong vài năm gần đây có rất nhiều bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa sức khỏe răng miệng với sức khỏe tổng thể và thật tuyệt vời khi mọi người bắt đầu nhận ra điều đó. Ông ước tính 35% người dân trong tỉnh không có hỗ trợ tài chính để chăm sóc răng miệng và khi họ gặp trường hợp khẩn cấp về nha khoa, họ phải đến bệnh viện và đó là một tình huống thật sự khó khăn. Ông Ward cho biết các nha sĩ đã vận động trong nhiều năm để mọi người được bảo hiểm trước khi họ đến phòng cấp cứu. Trong khi đó, thì Michelle Bro là người đứng đầu Hiệp hội Nha khoa Canada cho biết ông cũng rất ngạc nhiên trước thông báo này vì ông muốn thấy chính phủ liên bang đầu tư vào các chương trình cấp tỉnh, vốn đã được áp dụng cho những người có thu nhập thấp. Ông nói, những chương trình này được cấp vốn khá thấp, chúng hầu như chỉ được tài trợ bởi chính quyền cấp tỉnh và chính quyền vùng lãnh thổ, trong khi chính phủ liên bang thì không thực sự đóng góp vào hoạt động của họ. Ông cho biết, ông vẫn mong được làm việc với chính phủ để bảo đảm chính phủ đưa ra các cách hợp lý nhất để giải quyết vấn đề về sức khỏe răng miệng của người dân Canada. Cảnh sát Calgary bắt giữ hai người trong cuộc biểu tình cuối tuần đang diễn ra ở trung tâm thành phố. Hai người đã bị bắt khi hai cuộc biểu tình chống lại sự ủy nhiệm được tổ chức tại Calgary hôm thứ bảy. Một trong số đó bắt đầu tại Olympic Plaza với khoảng 200 người. Sau đó họ đã diễu hành dọc theo Đại lộ Stephen cho tới vườn Hartley Hotchkiss. Cả nhóm cuối cùng quay trở lại vào tòa thị chính trước khi giải tán. Khoảng 200 người khác đã tập trung tại công viên Prince Island Park để phản đối lần thứ hai. Cảnh sát Calgary cho biết đó là nơi bắt giữ một người biểu tình vì vi phạm lệnh cấm, lệnh cấm bấm coi, chặn xe cộ và tụ tập trong công viên gây rối loạn cho việc sử dụng công viên một cách bất hợp lý. Một người thứ hai đã bị bắt vì hai lệnh khác. Cảnh sát cho biết không có thương tích hoặc là thiệt hại tài sản trong cuộc biểu tình. Các thị trấn du lịch ở Alberta đang phải cố gắng với tình trạng thiếu nhân viên khi mà các hạn chế giảm bớt. Ngay cả khi hạn chế COVID-19 được nới lỏng ở Alberta và các vùng khác, các thị trấn du lịch của tỉnh vẫn đang gặp phải khó khăn trong việc thu hút lao động quốc tế. Giám đốc Michelle Dufresne của Trung tâm nguồn lực việc làm hoạt động ở Banff và Canmore đang đăng các bài tuyển nhân viên nhưng mà không nhận được phản hồi nào trước tháng 3 năm 2020 và một ngày đẹp trời thì trung tâm làm việc có thể đón từ 50 cho tới 100 người tới sinh việc. Nhưng bây giờ một ngày được gọi là đông cũng sẽ chỉ gồm khoảng 10 người. Ông nói khách sạn, khu bán lẻ, nhà hàng, khu du lịch tham quan và trực tuyết ở các thị trấn như là Penf và Kenmore phụ thuộc rất nhiều vào lao động nước ngoài và trước đại dịch thì họ chiếm gần một nửa lực lượng lao động tại đây ông cho biết mỗi người trong các loại hình tổ chức này đang lên kế hoạch cho mùa hè khi mà lực lượng khách du lịch khổng lồ đang đến và họ đang cảm thấy lo lắng ông nói hiện nay không còn là tình trạng thiếu hụt nhân viên xảy ra tại đây mà là một cơn hạn hán nhân viên đúng là một cơn hạn hán nhân viên ông từ france cho biết trung tâm làm việc bắt đầu nhận được nhiều đơn sinh việc hơn khi mà sinh viên tốt nghiệp đại học vào cuối tháng tư và đồng thời ông cũng cho biết sự thiếu hụt đó có thể một phần là do việc xử lý đơn đăng ký cho quốc tế lao động bị chậm trễ. Trevor Long là chủ tịch của Hiệp hội Khách sạn Ben và Lake Lewis, đồng thời là quản lý khách sạn tại Rimrock Resorts cho biết có thể mất tới 12-18 cho tới tháng để cho mọi người lao động nước ngoài đến Canada sau khi họ được nhà tuyển dụng lựa chọn. Ông nói, chúng tôi cần quá trình này xúc tiến nhanh hơn. Ông cho biết một số dự án nhà ở giá cả phải chăng đang được triển khai ở Banff, nhưng mà cần nhiều dự án hơn nữa vì đây là một yếu tố quan trọng gây ra sự thiếu hụt nhân sự. Ông cũng cho biết các biện pháp khuyến khích được bổ sung như là nhà ở được trợ cấp, bữa ăn được trợ cấp hoặc là miễn phí, vé trượt tuyết, miễn phí sử dụng phương tiện giao thông công cộng địa phương và các biện pháp khuyến khích kéo dài thời gian làm việc đều có thể thu hút người lao động trở lại. hai tuần sau khi tỉnh BC bỏ quy định về việc đeo khẩu trang thì người ta bắt đầu kêu gọi đeo khẩu trang trở lại. Thứ sáu đánh dấu hai tuần kể từ khi British Columbia dỡ bỏ quy định khẩu trang, nhưng mà ngày càng có nhiều lời kêu gọi khôi phục nó. The Safe Schools Coalition, một nhóm bao gồm các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục, đã viết một lá thư cho các quan chức giáo dục yêu cầu mang trở lại quy định đeo khẩu trang bắt buộc vì kỳ nghỉ xuân sắp kết thúc đối với hầu hết học sinh. Người phát ngôn của Liên minh Kienta Martins cho biết họ đang chứng kiến những học sinh và gia đình gặp rủi ro. Những người này rất lo ngại về việc đưa học sinh trở lại lớp học, nơi có rất ít biện pháp phòng ngừa hoặc là bảo vệ. Nhóm này không đơn độc trong việc kêu gọi xem xét lại các chính sách khẩu trang trong bối cảnh nỗi lo ngại về một làn sóng tiềm tàng khác của COVID-19 được thúc đẩy bởi biến thể phụ Omicron BA.2. Đại học Victoria hiện nay cũng đang nghiên cứu khả năng mang lại quy định khẩu trang. Hội đồng quản trị của trường đại học gần đây đã bỏ phiếu với 19 phiếu ủng hộ trên 23 phiếu cho việc khôi phục chính sách đeo khẩu trang bắt buộc trong khuôn viên của nhà trường. Để có hiệu lực thì biện pháp đó cần được chủ tịch và hội đồng quản trị của trường đại học phê duyệt. Tại Metro Vancouver, TransLink cũng đã phải đối mặt với áp lực sau khi họ dỡ bỏ chính sách mặt nạ. Tại cuộc họp có Hội đồng Quán trị của Cơ quan Giao thông và Vận tải hôm thứ Năm, các giám đốc điều hành đã phải đối mặt với áp lực từ các đại biểu kêu gọi khôi phục quy định về việc đeo khẩu trang. Cư dân tỉnh Quebec sẽ có 3 mã vùng mới vào mùa thu này. Tỉnh Quebec sẽ được 3 mã vùng mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về số điện thoại mới. Mã số 263 sẽ được giới thiệu tại Montreal thành phố hiện có mã 514 và 438. Mã 354 sẽ được giới thiệu ở khu vực xung quanh Montreal, hiện có mã vùng 450 và 579. Mã số 468 sẽ được phục vụ các khu vực được có mã 89 và 873. Các mã mới sẽ được giới thiệu vào ngày 22 tháng 10. Các mã mới này sẽ không phá vỡ ranh giới địa lý cho các cuộc gọi nội địa hoặc là đường dài hoặc cách mà mọi người quay số cuộc gọi. Tại tỉnh Ontario, trợ cấp cho xe tải sử dụng quốc lộ 407, tiêu tốn Ontario ít tiền hơn là xây quốc lộ 413. Chính phủ của Thủ hiến Đất Ford đang được kêu gọi làm giảm tắc nghẽn giao thông bằng cách khuyến khích nhiều tài xế sử dụng đường cao tốc có thu phí 407 ETR, thay vì chi hàng tỷ đô la để xây dựng đường cao tốc mới là 413 được đề xuất. Tuyến 413 sẽ chạy 60 km qua phần Tây Bắc của khu vực GTA và qua Greenbelt. Đề xuất này đã trở thành tâm điểm chú ý đối với các nhóm bảo vệ môi trường. Những người này cho rằng đường cao tốc sẽ góp phần dẫn tới đô thị hóa, và cả ba đảng đối lập đều nói rằng họ sẽ hủy bỏ kế hoạch nếu đảng PC của ông Ford bị đánh bại trong cuộc bầu cử vào tháng 6. Những người phản đối xa lộ 413 coi đường 407 là một giải pháp thay thế chưa được sử dụng đủ và nó có tiềm năng lớn để thu hút lưu lượng truy cập. Từ đường cao tốc nhộn nhịp nhất ở Canada, đó là đường Highway 401. Nhóm vận động Transport Action Ontario đang đưa ra ý tưởng rằng Chính quyền tỉnh bang nên cho phép xe tải vận tải sử dụng highway 407 miễn phí bằng cách trả chi phí cầu đường của họ. Nhóm này lập luận rằng đây sẽ là một giải pháp rẻ hơn cho chính phủ so với việc xây dựng và vận hành quốc lộ 413 và giải pháp này cũng sẽ làm được nhiều hơn để giải quyết các vấn đề tắc nghẽn của đại đô thị Toronto GTA ngay bây giờ. Sử dụng dữ liệu từ các nghiên cứu giao thông cấp tỉnh và công ty sở hữu đường Quốc lộ 407 ETR, nhóm ước tính một động thái như vậy sẽ thu hút từ 12.000 đến 21.000 xe tải sử dụng đường cao tốc thu phí mỗi ngày trong tuần. Nhóm đã tính toán rằng một khoản trợ cấp toàn bộ phí cho nhiều xe tải trong khoảng thời gian 30 năm sẽ có giá trị tương đương là 4 tỷ đô la theo mức đô ngày nay. Chính phủ Ford không cho biết chi phí của xa lộ 413 là bao nhiêu, nhưng ước tính của chính phủ trước đó vài năm là 6 tỷ đô la. Các nhà phân tích độc lập đã cố định chi phí hiện tại trong khoảng từ 8 đến 10 tỷ đô la. Những người khác trong thế giới doanh nghiệp nhấn mạnh rằng, quốc lộ 413 là cần thiết để giải quyết sự gia tăng giao thông trong GTA và họ xem trợ cấp phí cho đường 407 là một giải pháp không phù hợp. Mặc dù chính phủ Ford không loại trừ các biện pháp để tăng lưu lượng giao thông trên đường quốc lộ 407. Họ cũng không có ý định loại bỏ kế hoạch xây dựng xa lộ 413. Một sao băng hiếm được trông thấy ở miền nam tỉnh Manitoba có kích cỡ bằng quả bóng rổ. Một cảnh tượng hiếm gặp đã được chụp lại trên bầu trời phía nam tỉnh Manitoba và tỉnh Saskatchewan vào đêm thứ ba một máy ảnh thời tiết ở Brandon đã chụp được một vệt sao băng trên bầu trời phía nam tỉnh Manitoba, phía tây bắc thành phố. Anh Scott Young, nhà thiên văn học hành tinh tại bảo tàng Manitoba cho biết, thông thường thì các thiên thạch hoặc là sao rơi có kích thước bằng một hạt cát, nhưng lần này thì khác. Anh ta nói, sao băng xuất hiện hôm qua có lẽ là kích thước tương đương một quả bóng rổ. Anh Young cho biết thiên thạch ngừng cháy phía trên Humboldt tỉnh Saskatchewan và bất kỳ mảnh nào còn lại có khả năng đã rơi xuống phía bắc Regina. Từ trước đến nay thì mới chỉ có 13 thiên thạch được ghi lại ở tỉnh Manitoba. Lãnh đạo Cree sẽ gặp giáo hoàng trong cuộc nói chuyện tại trường dân cư vào tuần tới. Người đứng đầu của các quốc gia bản địa Cree Nation Mendigo Masti nhận thức rõ về những vết sẹo do hệ thống giáo dục dân cư của Canada để lại. Mẹ và bà của cô cũng đã nhận được những vết sẹo đó. Cô và chú của cô ấy cũng vậy. Câu chuyện của họ và câu chuyện của một số người bản địa sống sót khác sẽ hiện lên trong tâm trí của cô khi mà cô gặp giáo hoàng Francis ở Rome vào ngày thứ Năm cô gov masti là một thành viên của phái đoàn bản địa dự kiến nói chuyện với người đứng đầu của nhà thờ công giáo vào tuần tới về các trường hợp dân cư và di sản đáng sợ của họ cô ấy nói rằng mục tiêu chính của cuộc họp là giúp cho những người sống sót tiến về phía trước và làm dịu bớt những nỗi đau của họ phái đoàn cho biết một cách mà giáo hoàng có thể giúp đạt được điều này là đến canada và xin lỗi những người bị ảnh hưởng Phái đoàn cũng có kế hoạch khuyến khích việc thành là một quỹ chữa bệnh cho những người sống sót và quá trình chữa bệnh sẽ khác nhau giữa các cộng đồng. Chuyển sang bản tin liên quan đến thời tiết. Tỉnh Ontario sẽ đón thời tiết lạnh hơn bất cực vào cuối tuần này. Một đợt thời tiết mùa đông đột ngột không phải là cách dễ chịu để kết thúc tháng 3, nhưng nhiệt độ sẽ giảm hơn 10 độ C so với mùa ở nhiều địa điểm vào đêm chủ nhật và thứ hai, nhiệt độ thấp được dự đoán vào sáng thứ hai là âm 10 độ C, sẽ gần phá kỷ lục hàng ngày ở thành phố Toronto, trong khi đó thì Ottawa dự kiến sẽ giảm xuống mức âm 12 độ C và Timmins xuống tới âm 19 độ C. Người dân Ontario sẽ không thấy đỡ lạnh hơn vào hôm thứ hai, mặc dù thời tiết sẽ khá hơn, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Toronto được dự báo là âm 5 độ C trong khi người dân ở Ontario rung minh trong không khí lạnh, thì các cộng đồng ở phía Bắc sẽ trải qua nhiệt độ cao hơn 15 độ C so với mức bình thường vào thời điểm này trong năm. Cũng có cảnh báo lái xa nguy hiểm ở miền Nam Ontario khi tuyết rơi cản trở tầm nhìn. Giao thông có thể rất nguy hiểm trên khắp các vùng phía Nam tỉnh Ontario trong vài ngày tới khi tuyết rơi dày và mạnh bao phủ khu vực. Hãy hết sức thận trọng khi đi lại vào thứ hai vì các điều kiện có thể thay đổi nhanh chóng khi tuyết rơi. Những cơn gió lạnh giá theo hướng Tây Bắc thổi qua Great Lakes sẽ thỉnh thoảng tạo ra các giải tuyết ngoài khơi Hồ Huron và Vịnh Georgia từ đêm thứ Bảy đến thứ Hai. Các lời khuyên về đi lại trong mùa đông đang có hiệu lực đối với một phần lớn của miền Nam Ontario trước mối đe dọa về tuyết rơi. Dự kiến sẽ có những tác động lớn nhất dọc theo và gần bờ hồ Huron, nơi chúng ta có thể sẽ đối phó với tình trạng lái xe nguy hiểm vào thời điểm bắt đầu từ tối thứ Bảy. Dự kiến sẽ có 5-15cm tuyết ở những khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất, có những lúc ảnh hưởng đến việc đi lại mở rộng tới khu vực đại đô thị Toronto, GTA. Người dân trên khắp miền nam tỉnh Ontario cũng sẽ phải đối phó với những đợt tuyết rơi mạnh vào Chủ nhật. Trước khi nhiệt độ giảm xuống mức gần kỷ lục trong khoảng thời gian từ đêm đến sáng sớm thứ hai. Nếu cơn bão này di chuyển xa về phía bắc và phía tây như các mô hình hiện đang hiển thị thì chúng ta sẽ thấy nhiệt độ ấm lên trong thời gian ngắn ở mức trên 10 độ ở miền nam Ontario vào thứ năm. Quý vị xin hãy lưu ý các điều kiện thời tiết thay đổi trên khắp Ontario. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi các video mới tiếp theo. Để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Tổng thống Biden kêu gọi loại bỏ Tổng thống Putin nói rằng người đàn ông này không thể tiếp tục nắm quyền. Tổng thống Zelensky kêu gọi phương Tây tăng cường cung cấp quân sự cho đất nước của ông và kêu gọi các nước giàu năng lượng tăng sản lượng. Thêm một tướng Nga thiệt mạng ở Ukraine và một chỉ huy đại tá Nga đã chết sau khi bị quân đội của chính mình tấn công bằng xe tăng khi phương Tây cảnh báo ông Putin đang tập hợp thêm 10 tiểu đoàn nữa để dốc toàn lực đằng sau cuộc xâm lược bất thành của mình. Hàng ngàn người Nga ở Praha phản đối chiến tranh ở Ukraine. Đám cháy rừng ở Colorado, Hoa Kỳ lan nhanh buộc 19.000 người phải rời khỏi nhà của họ. Trung Quốc xác nhận toàn bộ người trên chiếc máy bay gặp nạn của China Eastern đã thiệt mạng. Hoàng tử William gợi ý về việc ủng hộ các quốc gia Caribbean trở thành nước Cộng hòa. Người đàn ông đã phát minh ra định dạng video ngắn phổ biến trên Internet, được gọi là định dạng GIFs, qua đời vì COVID-19. Hàng không Việt Nam tăng chi phí trong bối cảnh chiến tranh Nga và Ukraine. Mạng xã hội đã cuộn sống khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt. Trải nghiệm của du khách quốc tế đầu tiên tới Việt Nam sau 15 tháng 3. Đà Lạt được xếp vào top những điểm đến ngắm hoa đẹp nhất thế giới. Sau đây là bản tin chi tiết, mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Tin liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine Nga đã tấn công tên lửa vào thành phố Lviv của Ukraine khi mà tổng thống Biden đến thăm Ba Lan. Các tên lửa của Nga đã tấn công thành phố Lviv ở miền tây của Ukraine vào ngày thứ bảy, trong khi tổng thống Joe Biden đến thăm nước láng giềng Ba Lan, một lời nhắc nhở rằng Moscow sẵn sàng tấn công bất kỳ nơi nào ở Ukraine, bất chấp tuyên bố của họ là đang tập trung tấn công vào miền đông của Ukraine. Các cuộc không kích liên tục đã làm rung chuyển thành phố, khói đen dày đặc bốc lên ở vùng ngoại ô của thành phố là vì ở phía tây của Ukraine và nằm cách biên giới với Ba Lan không xa. Và thị trưởng của thành phố cho biết, ông cho rằng các cuộc không kích của Nga nhằm gửi một thông điệp tới Tổng thống Biden là vì đã trở thành một nơi trú ẩn an toàn cho những người Ukraine thoát khỏi cuộc xung đột. Trong một bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky đã yêu cầu phương Tây tăng cường cung cấp quân sự cho đất nước của ông. Ông cho biết không chỉ Ukraine gặp rủi ro và chỉ cần một phần trăm xe tăng và máy bay của NATO để giúp cho lực lượng của ông chống lại Nga. Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các nước giao năng lượng hãy tăng sản lượng để cho những nước khác không phải phụ thuộc vào nguồn năng lượng sản xuất từ Nga. Phát biểu của các nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra tại Hội nghị quốc tế diễn đàn Doha hôm thứ Bảy. Tổng thống Zelensky nói rằng những quốc gia như là Qatar có thể tạo ra sự khác biệt nếu mà họ tăng cường sản xuất năng lượng. Ngoài ra, thị trưởng Cheney cho biết... Thành phố ở phía bắc của Ukraine hiện đã bị quân Nga bao vây hoàn toàn. Tổng thống Biden kêu gọi loại bỏ tổng thống Putin và ông nói người đàn ông này không thể tiếp tục nắm quyền. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden hôm thứ bảy đã có lời lẽ leo thang mạnh mẽ chống lại tổng thống Putin khi mà ông Biden đã kêu gọi cách chức nhà lãnh đạo Nga vì cuộc xâm lược tàn bạo đối với Ukraine vào cuối bài phát biểu tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, nơi mà đóng vai trò quan trọng trong chuyến công du kéo dài 4 ngày. Tổng thống Biden đã phát biểu, vì Chúa mà người đàn ông này không thể tiếp tục nắm quyền. Tổng thống Biden đã thường xuyên nói về việc bảo đảm rằng một cuộc xâm lược kéo dài một tháng của Điện Kremlin sẽ trở thành một chiến lược thất bại của Điện Kremlin. Và đồng thời ông Biden cũng mô tả nhà lãnh đạo Nga là tội phạm chiến tranh nhưng cho đến khi phát biểu tại Warsaw thì nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa nói rằng Putin không thể điều hành nước Nga. Trước đó vào ngày thứ bảy, ngay sau cuộc gặp với những người tị nạn Ukraine, Tổng thống Biden gọi Putin là tên đầu tệ. Bên cạnh đó thì Tổng thống Biden còn sử dụng bài phát biểu để lên tiếng bảo vệ nền dân chủ tự do và liên minh quân sự NATO và đồng thời nói rằng Châu Âu phải tự sang luyện minh trong một cuộc chiến lâu dài chống lại sự xâm lược của Nga. vào đầu ngày thứ bảy khi mà Tổng thống Biden gặp gỡ những người tị nạn Ukraine, Nga đã tiếp tục tấn công vào các thành phố trên khắp Ukraine. Các vụ nộ đã vang lên ở Lviv, là một thành phố giáp với biên giới Ba Lan. Đám đông khoảng 1.000 người, bao gồm một số người tị nạn Ukraine đã chạy sang Ba Lan và các nơi khác giữa cuộc xâm lược tàn bạo của Nga. Sau cuộc gặp gỡ với người tị nạn tại sân vận động quốc gia Nga, Tổng thống Biden đã ngạc nhiên trước tinh thần và quyết tâm của họ khi mà ông được bao vây bởi những người mẹ trẻ nhỏ và hứa rằng sẽ hỗ trợ lâu dài từ các cường quốc phương tây. Tổng thống đã nắm tay các bậc phụ huynh và dành cho họ những cái ôm khi ông dân chân tại sân vận động bóng đá, nơi mà những người tị nạn đến để lấy số nhận dạng của Ba Lan giúp cho họ tiếp cận với các dịch vụ xã hội như là chăm sóc sức khỏe và trường học một số phụ nữ và trẻ em đã nói với ông biden rằng họ đã rời khỏi đất nước mà không có chồng và cha vì họ phải tham gia chiến đấu để hỗ trợ cho cuộc chiến chống lại lực lượng của putin tổng thống hoa kỳ đã cố gắng sử dụng những giờ cuối cùng trong chuyến du lịch châu âu để trấn an ba lan rằng hoa kỳ sẽ bảo vệ bất kỳ cuộc tấn công nào của nga vì ông thừa nhận rằng đồng minh nato đang phải chịu đựng gánh nặng của cuộc khủng hoảng tị nạn từ chiến tranh biden đã gọi hiệp định phòng thủ tập thể của nato là một cam kết thiêng liêng và nói rằng sự thống nhất của liên minh quân sự phương tây là điều quan trọng hàng đầu mặc dù mỹ và đồng minh đã áp đặt nhiều đợt trừng phạt kinh tế và các biện pháp trừng phạt khác đối với các cá nhân ngân hàng và các thực thể khác của nga nhưng đã không có con đường rõ ràng nào xuất hiện để chấm dứt cuộc xung đột này Bên cạnh đó, mặc dù các quan chức Nga đã gợi ý rằng họ sẽ tập trung vào cuộc xâm lược vào Donbass, một khu vực ở miền đông của Ukraine, nhưng mà khi Tổng thống Biden được hỏi liệu có phải là Điện Kremlin đã thay đổi chiến lược hay không, thì ông đã nói với các phóng viên rằng tôi không chắc họ đã làm như vậy. Nhà Trắng đã cố gắng rút lại lời tuyên bố của Tổng thống Biden rằng Putin không thể tiếp tục nắm quyền trước tuyên bố mà Tổng thống Biden cho rằng Tổng thống Nga Putin không nên tiếp tục nắm quyền. Động thái từ Nhà Trắng cho thấy họ dường như đang muốn rút lại lời tuyên bố đó. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã không kêu gọi thay đổi chế độ khi mà ông nói rằng Vladimir Putin không thể tiếp tục nắm quyền. Quan điểm của Tổng thống là Putin không thể được phép thực hiện quyền lực đối với các nước láng giềng hoặc là khu vực một quan chức nói. Không rõ liệu Nhà Trắng có ý nói rằng Tổng thống Biden đã nhầm lẫn trong lời nói hay là đã không theo đúng kịch bản bằng các nhận xét của ông ấy hay không. Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận để làm rõ tuyên bố. Tuy nhiên, tại một thời điểm trong bài phát biểu, Tổng thống Biden đã tuyên bố đó là Putin, chính Vladimir Putin là người đáng trách. Và đồng thời, ông Biden còn gọi cuộc chiến là ví dụ về một trong những xung đột lâu đời nhất của con người sử dụng vũ khí và thông tin sai lệch để thỏa mãn khao khát quyền lực và sự kiểm soát tuyệt đối tổng thống biden cũng đã gọi putin là một tên đầu tới khi được hỏi trước đó vào ngày thứ bảy rằng ông nghĩ gì về việc ông putin đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực về mặt nhân đạo hôm thứ sáu ông biden cũng nhắc lại niềm tin của mình rằng ông putin đã phạm tội ác chiến tranh sau khi ngoại trưởng hoa kỳ hôm thứ tư cho biết chính quyền của biden đã xác nhận rằng các lực lượng nga đã phạm tội ác chiến tranh ở ukraine Điện Kremlin đã đáp lại rằng điều đó không phải là để cho Biden quyết định tổng thống Nga do người Nga bầu chọn. Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo rằng một tướng Nga khác đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Ông Yakov Rezantsev là trung tướng Nga thứ hai thiệt mạng trong cuộc chiến chống Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng trên Twitter vào hôm thứ Sáu, nói rằng Điều này đang trở thành một kỷ lục điển hình của các tướng lĩnh Nga và dòng Twitter này có kèm theo hashtag Dead Russian Generals. Trung tướng Yakov Rezantsev được cho là đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine vào căn cứ không quân Jonobeka gần Kherson của Ukraine. Căn cứ không quân đã được sử dụng như một sở chỉ huy cho Nga khi cuộc tiến công của họ vào Ukraine đã bị đình trệ bởi sự kháng cự của Ukraine. Một quan chức phương Tây cho biết ông Rezantsev Người chỉ huy đội quân liên hợp số 49 của Nga là vị tướng thứ bảy đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Theo BBC đưa tin, tinh thần của các lực lượng Nga đang xuống thấp, khiến các tướng tá của họ phải trực tiếp tham gia nhiều hơn vào các trận chiến. Trong khi đó, một chỉ huy đại tá Nga đã chết sau khi bị quân đội của chính mình tấn công bằng sa tăng. Đại tá Nga Yuri Medvedev bị chính quân sĩ của mình điều khiển bằng xe tăng cán lên ông trong tuần này. Lữ đoàn súng trường cơ giới 37 được cho là đã tấn công lại ông sau khi nhiều binh sĩ trong đội đã chết trong một cuộc tấn công. Theo báo Anh đưa tin, chân của ông Medvedev sau đó đã bị thương và ông đã được đưa đến bệnh viện, nơi một quan chức phương Tây cho biết ông Medvedev đã chết. Do hậu quả của quy mô tổn thất do chính lữ đoàn của ông ta gánh chịu, theo NATO ước tính, khoảng 40.000 người Nga đã thiệt mạng kể từ đầu cuộc xâm lược. Quân đội Ukraine đã tương đối thành công trong việc chống lại các thành quả quân sự lớn của Nga. Tin tức về số phận của đại tá Medvedev được hé lộ bởi các đoạn video gần đây của tập phim bất thường, được đưa ra trong bối cảnh tuyên bố rằng 20 trong số 120 tiểu đoàn do ông Vladimir Putin tập hợp đã bị cản trở bởi sự kháng cự quyết liệt của Ukraine. Tuy nhiên, ông Putin được cho là đang tập hợp ít nhất 10 tiểu đoàn nữa để tăng cường quân đội của mình. Với các quan chức cảnh báo rằng điều đó cho thấy ông ta đang dốc toàn lực đằng sau cuộc xâm lược bất thành của mình và có thể đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công hóa học để lật ngược tình thế. Người dân Ukraine biểu tình khi lực lượng Nga di chuyển vào thành phố phía bắc Kyiv, còn hàng ngàn người Nga ở Praha thì phản đối chiến tranh ở Ukraine người dân ukraine tại một thành phố phía bắc kiev đã xuống đường biểu tình khi lực lượng nga đã bắt đầu chiếm giữ khu vực này sự kiện này diễn ra một ngày sau khi các quan chức mỹ báo cáo rằng các lực lượng nga không còn kiểm soát hoàn toàn kherson là thành phố ukraine đầu tiên bị quân đội nga đánh chiếm khi bắt đầu chiến tranh các video và hình ảnh được ghi lại cho thấy một đám đông khoảng vài trăm người đang hướng đến quảng trường chính ở thành phố slavutik vào thứ bảy thị trưởng slavutik là Yuri Formichev đã kêu gọi người dân đến quảng trường có các biểu tượng của Ukraine và lên tiếng phản đối sự xâm lược của Nga. Những người biểu tình đã mang theo một lá cờ đến quảng trường chính và hô vang Slavutik là Ukraine và vinh quang cho Ukraine. Trong khi đó, tại Praha, Cộng hòa Séc, hàng ngàn người Nga ở Praha phản đối chiến tranh ở Ukraine. Hàng ngàn người Nga đã diễu hành qua Praha hôm thứ Bảy. Họ vẫy lá cờ với ba đường sọc ngang màu trắng xanh trắng. Lá cờ đã trở thành biểu tượng của các cuộc biểu tình phản đối cuộc xâm lược vào Ukraine. Mang theo những tấm biển có dòng chữ kẻ giết cười trên bức ảnh của Tổng thống Putin và hô vang không chiến tranh. Những người biểu tình đã đi bộ từ quảng trường hòa bình của Praha qua trung tâm thủ đô của Séc. Cảnh sát đưa ra con số ước tính có khoảng 3.000 người trong cuộc diễu hành, Cộng hòa Séc là nơi sinh sống của 45.000 người Nga và có gần 200.000 người Ukraine sống ở cộng đồng Séc, khiến họ trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn nhất trước khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Chính phủ Séc ước tính 300.000 người Ukraine đã chạy sang nước này kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược. Những người biểu tình ở Praha cho biết họ tin rằng họ đang phản ánh những gì mà nhiều người ở Nga cảm thấy nhưng không thể nói ra. Chỉ vì chúng tôi là người Nga không có nghĩa là chúng tôi tự động tham chiến. Chúng tôi phản đối chiến tranh. Một cụ binh sĩ đã sống ở Praha 15 năm chia sẻ. Ukraine là một đất nước bình thường, thật là khủng khiếp đối với những gì đang xảy ra ở đó. Đám cháy rừng ở Colorado lan nhanh buộc 19.000 người phải rời khỏi nhà của họ. Các nhà chức trách đã yêu cầu 19.000 người rời khỏi nhà của họ vào ngày thứ Bảy do một đám cháy rừng ở Colorado đang lan nhanh trên những ngọn đồi nhấp nhô ở phía nam của thị trấn Đại học Boulder. Không xa địa điểm xảy ra vụ hỏa hoạn khí diệt năm 2021 ở hạt Boulder đã sang bằng hơn 1.000 ngôi nhà. Theo văn phòng quản lý khẩn cấp tại hạt Boulder, đám cháy rừng gần khu vực Table Mesa và Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia gọi tắt là NCAR đã lan rộng tới 52 vào chiều muộn và đang có dấu hiệu tiếp tục lan nhanh. Lệnh di dời khỏi nhà đã bao phủ 8.000 ngôi nhà. Ngọn lửa đang di chuyển theo hướng Nam và Đông Nam để đến Eldorado Springs, văn phòng cảnh sát trưởng của hạt Boulder cho biết sở cứu hỏa Boulder đang chiến đấu với ngọn lửa này. Công viên tiểu bang Eldorado Canyon đã đóng cửa và các nhà chức trách đã yêu cầu những người đang đi bộ hoặc là leo núi trong khu vực phải rời khỏi nơi đây. Cảnh sát của đi học Boulder của Đại học Colorado đang di tản khuôn viên phía nam và cảnh sát đã chặn giao thông theo hướng Tây trên những con đường gần với ngọn lửa. Trung Quốc xác nhận toàn bộ người trên chiếc máy bay gặp nạn của China Eastern đã thiệt mạng. Vào cuối ngày thứ Bảy, Trung Quốc đã xác nhận rằng toàn bộ 132 người trên chuyến bay gặp nạn trong tuần này của hãng hàng không China Eastern Airlines đã thiệt mạng. Chuyến bay MU5735 đang bay ở độ cao hành trình từ thành phố Nam Côn Minh đến thành phố cảng Quảng Châu hôm thứ Hai thì bất ngờ lao xuống và rơi ở một khu vực rừng rậm tại Quảng Tây phát biểu với các phóng viên vào cuối ngày thứ Bảy, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, gọi tắt là CAAC, xác nhận rằng toàn bộ 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng. Đội tìm kiếm trước đó cho biết họ đã xác định được DNA của 120 người trên máy bay. Họ vẫn đang tìm kiếm hộp đen thứ hai của máy bay, là thiết bị có ghi dữ liệu của chuyến bay hộp đen còn lại, máy ghi âm buồn lái đã được tìm thấy hôm thứ Tư và đã được các chuyên gia gửi đến Bắc Kinh để kiểm tra. Đội tìm kiếm đã tiến hành đào bới các bộ phận của máy bay trong bùng bằng cả thủ công và máy móc. Một quan chức ở Quảng Tây cho biết không có hợp chất quan trọng nào từ chức nổ thông thường được phát hiện trong các mảnh vỡ của máy bay. Sau đây là một số điều thú vị về chiến dịch giờ trái đất vào tối thứ Bảy ngày 26 tháng 3 năm nay, một số nơi trên thế giới đã tắt đèn trong vòng một giờ. Đó là một phần của chiến dịch toàn cầu cấp cơ sở có tên là Giờ Trái Đất đã diễn ra trong suốt 15 năm liên tiếp. Giờ Trái Đất, Earth Hour, là một truyền thống hàng năm do Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới WWF bắt đầu vào năm 2007 tại Sydney, Australia nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu. Những người tham gia tại hơn 190 quốc gia sẽ tắt đèn trong một giờ vào thứ bảy cuối cùng của tháng 3. các địa danh toàn cầu bao gồm nhà hát opera sydney cổng vào của ấn độ trung tâm phượng hoàng bắc kinh ở trung quốc cổng brandenburg ở đức đấu trường la mã ở Ý tòa nhà empire state ở hoa kỳ và tưởng chúa kitô cứu thế ở brazil các địa danh này sẽ đồng loạt tắt đèn ở khu vực của họ để thể hiện sự ủng hộ cho chiến dịch mục đích của giờ trái đất là gì theo WWF, Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới mô tả, sự kiện này là biểu tượng của sự đoàn kết và hy vọng cho một tương lai bền vững. Trên trang web của giờ trái đất, Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới WWF cho biết, giờ trái đất nhằm mục đích nâng cao nhận thức và khơi dậy các cuộc trò chuyện toàn cầu về bảo vệ thiên nhiên, giải quyết khủng hoảng khí hậu và cùng nhau hình thành một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả chúng ta còn cách để chúng ta thể hiện sự ủng hộ của mình đối với chiến dịch giờ trái đất, người dân được kêu gọi thể hiện sự ủng hộ của mình đối với chiến dịch giờ trái đất bằng cách có thể tắt đèn từ 8 giờ 30 tối đến 9 giờ 30 tối theo múi giờ địa phương và trong lúc tắt đèn bạn có thể thực hiện một số hoạt động ý nghĩa từ kết nối với thiên nhiên, dành thời gian chất lượng với gia đình, kết nối cộng đồng, vận động cơ thể và khám phá khía cạnh nghệ thuật của bản thân Hoàng tử William gợi ý về việc ủng hộ các quốc gia Caribbean trở thành nước Cộng hòa. Trong bối cảnh các quốc gia bao gồm Belize, Bahama và Jamaica đang xem xét cắt đứt quan hệ với chế độ quân chủ Anh, Hoàng tử William cho biết Anh ủng hộ và tôn trọng bất kỳ quyết định nào của các quốc gia Caribbean về tương lai của họ. Hoàng tử William và vợ của mình là công nương Kate đã kết thúc chuyến công du được đánh dấu bằng những cuộc phản đối về di sản của đế chế Anh. Trong bài phát biểu cuối cùng tại thủ đô Nassau của Bahama, hoàng tử William đã thừa nhận mối quan hệ giữa ba quốc gia Caribbean, đồng thời cho rằng vương miện đang thay đổi. Hoàng tử William nói với việc Jamaica kỷ niệm 60 năm độc lập vào năm nay và Paris thì kỷ niệm 40 năm độc lập vào năm ngoái. Tôi muốn nói điều này. Chúng tôi ủng hộ với niềm tự hào và tôn trọng quyết định của bạn về tương lai của bạn các mối quan hệ vẫn tiến triển và tình bạn bền chặt. Bài phát biểu của hoàng tử William là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Hoàng gia Anh sẽ ủng hộ việc ba quốc gia này từ bỏ nữ hoàng làm nguyên thủ quốc gia của họ, lặp lại quyết định của Barbados vào tháng 11 năm ngoái. Thông thường thì cung điện Buckingham cho biết, những vấn đề như vậy thường do người dân địa phương và các chính trị gia quyết định. Chuyến công du của hoàng tử William và công nương Kate nhằm đánh dấu 70 năm trên ngai vàng của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Tuy nhiên, chuyến đi của vợ chồng hoàng gia Anh đã gây chú ý về sự ủng hộ đang suy yếu đối với chế độ quân chủ ở vùng Caribbean. Trong suốt chuyến đi, đã có những cuộc biểu tình diễn ra để kêu gọi Anh quốc phải bồi thường và xin lỗi vì chế độ nô lệ. Người đàn ông phát minh ra định dạng GIF qua đời vì Covid-19. Ông Stephen Wilhite là người phát minh ra định dạng video ngắn phổ biến trên internet, hay còn được gọi là GIF, đã qua đời ở tuổi 74. Vợ của ông Wilhite cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm thứ năm rằng, ông đã chết vì COVID-19 vào ngày 14 tháng 3. Ông Wilhite, sống ở Milford, Ohio, đã giành được giải thưởng thành tựu trọn đời của Webby vào năm 2013 vì đã phát minh ra định dạng GIF. Vào năm 1987, Will Hay đã phát minh ra định dạng GIF khi ông đang làm việc tại CompuServe. Tại thời điểm đó, công ty đang tìm cách để thể hiện nội dung, chẳng hạn như là bản đồ thời tiết có màu, trong thời điểm mà Internet vẫn còn rất là chậm. Sau đó, do các tệp hình ảnh quá lớn và phải mất một thời gian dài để tải nội dung này. Định dạng GIF đã xuất hiện khi nó giúp cho việc tải nội dung lên Internet hoặc là tải về máy tính trở nên dễ dàng hơn. Đó cũng là lúc tên tuổi của ông Will Hay được biết đến bởi ông là người đã phát triển định dạng này để làm điều đó. 35 năm sau, định dạng kiếp có lẽ đã trở thành một trong những cách giải trí nhất để chúng ta giao tiếp trực tuyến với mọi người. Cho dù bạn đang nhắn tin cho ai đó, đang gửi email hay đang sử dụng một ứng dụng truyền thông xã hội như là Twitter hoặc là Instagram, thì chúng ta đã sử dụng định dạng kiếp trở thành một cách tuyệt vời để giao tiếp với mọi người. Và không thể phủ nhận rằng ông Will Hay đã có đóng góp đáng kể về cách mà chúng ta nói chuyện với nhau trên mạng cho đến ngày nay. Vào tối Chủ nhật hôm nay, chúng ta có thể xem lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Năm nay thì giải Oscar sẽ quay trở lại nhà hát Dolby ở trung tâm Hollywood, với ba người dẫn chương trình là Regina Hall, Amy Schumer và Wanda Sykes. Năm nay, lễ trao giải Oscar bắt đầu lúc 8 giờ tối, giờ Eastern, tức là giờ Toronto. Chúng được phát sóng trên CTV ở Canada và ABC ở Mỹ. Công buổi thảm đỏ trước giờ chiếu trao giải Oscar sẽ phát sóng bắt đầu lúc 6 giờ 30 chiều trên ABC. Ai sẽ trình diễn tại lễ trao giải Oscar năm nay? Các đề cử cho ca khúc gốc hay nhất là Beyoncé, bản nhạc Be Alive from King Richard, Billy Eilish và Finney O'Connell, No Time to Die từ phim Bond, Reba McIntyre, Somehow You Do from Four Good Days và Sebastian Yatra với bản Do Orugita từ Encanto sẽ biểu diễn tại buổi lễ năm nay. Hàng không Việt Nam tăng chi phí trong bối cảnh chiến tranh Nga Ukraine. Chiến tranh Nga và Ukraine và kết quả là không phận của Nga và châu Âu bị đóng cửa đã khiến cho hàng không Việt Nam phải đi đường vòng cục hàng không việt nam hôm thứ sáu cho biết các đường bay thay thế đã làm tăng thêm chi phí khai thác và thời gian đi lại do chiến tranh leo thang nhiều quốc gia châu âu mỹ anh và canada đã đóng cửa không gian của họ đối với nga và cũng có động thái đáp lại tương tự đối với các quốc gia này do đó mà các chuyến bay từ việt nam sang châu âu không thể quá cảnh tại nga và các hãng của việt nam buộc phải thay đổi lộ trình để tránh không phận nga bằng cách bay qua trung quốc kazakhstan hoặc là bắc phi để đến châu âu trước đó thì việt nam airlines và bamboo airways đã khai thác các chuyến bay đường dài đến châu âu quá cảnh qua không phận nga Đường vòng đã kéo dài thêm 1 cho tới 2 giờ bay, khiến cho các hãng hàng không Việt Nam phải chịu chi phí tăng từ 10.600 Mỹ Kim lên 21.200 Mỹ Kim cho mỗi chuyến bay đến châu Âu. Ngoài ra, thì Việt Nam Airlines đã điều chỉnh đường bay đến Mỹ để tránh không phận của Nga, tăng thời gian bay từ 20 cho tới 30 phút cho mỗi chuyến. Việt Nam Airlines đang khai thác 4 chuyến bay hàng tuần đến Mỹ, ước tính chi phí tăng lên tới khoảng 20 cho tới 40 ngàn đô la mỗi tuần. Theo cục hàng không Việt Nam, thì cuộc chiến leo thang giữa Nga và Ukraine đã đẩy giá nhiên liệu lên cao và gây thêm gánh nặng cho các hãng hàng không trong nước. Hôm thứ sáu, thì Vietnam Airlines đã đình chỉ các chuyến bay thường lệ giữa Hà Nội và Moscow và nói rằng hãng cần xem xét lại các thủ tục và quy định liên quan đến việc bảo hiểm máy bay và hoạt động bay đến Nga. Việt Nam đã nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế vào tháng 1 sau gần 2 năm gián đoạn và đồng thời dỡ bỏ tất cả các hạn chế đối với các chuyến bay quốc tế vào ngày 15 tháng 2. Cũng là tên liên quan tới Việt Nam thì mạng xã hội đã cuộn sóng khi mà bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt. Hôm 24 tháng 3, đội tuyển bóng đá Việt Nam thất bại 0-1 trước Oman ở vòng loại World Cup 2022 nhưng mà tin này dường như không được sự chú ý như bình thường. Dư luận Việt Nam hết nhất qua mạng xã hội cùng với ngài bị thu hút vì tin bà Nguyễn Phương Hằng, 50 tuổi, tổng giám đốc của công ty cổ phần Đại Nam bị cơ quan cảnh sát điều tra PC01, công an thành phố bắt tạm giam. Việc bắt giữ liên quan tới hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ và xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự trang VN Express dẫn lời phía công an. Theo cơ quan điều tra, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình tổ chức nhiều buổi livestream có nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan tới đời tư của người khác. Trong đó, bà Hằng sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mã, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của những người liên quan. Quá trình điều tra, bà Hằng bị cho là không hợp tác, coi thường pháp luật nhiều lần tập trung người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại thành phố và các địa phương. Truyền thông Việt Nam mô tả nhiều người dân tập trung trước biệt thự của nhà bà Hằng ở quận 3, Sài Gòn từ chiều tối khi nghe tin công an đến. Về phản ứng của vụ việc này, trên Facebook, mạng xã hội phổ biến nhất trong cộng đồng Việt Nam, hàng loạt các bình luận đã xuất hiện. Ông Hoàng Nguyên Vũ đã viết, muốn còn hơn không mừng cho đôi tay của dân ta đã quá khổ sở hơn một năm trời. Nhà báo Hoàng Điệp viết, cái gì cũng có giới hạn thôi, ảo tưởng bản thân, ảo tưởng quyền lực, ảo thì cái gì đến sẽ đến, chắc chắn không chỉ là một mình bà Hằng bị bắt. Trong khi đó thì trang Nguyễn Phương Hằng có dấu xanh của chính phủ trên Facebook cho đến tối ngày 24 tháng 3 vẫn đăng các dòng cập nhật. Ví dụ như trang này viết buồn ha mọi người, nhận tới hơn 5.000 bình phẩm. Theo tiểu sử, bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, chồng của bà Phương Hằng là ông Huỳnh Uy Dũng, là một doanh nhân nổi tiếng sinh năm 1961. Ông Dũng từng làm lò vôi, chuyên sản xuất các loại vôi quét tường, vôi bột công nghiệp, vì thế có biệt danh là Dũng Lò Vôi. Trong thời gian qua, bà Phương Hằng đã trở nên nổi tiếng khi mà tổ chức các buổi livestream qua mạng để cáo buộc nhiều người nổi tiếng trục lợi từ thiện. Bà cũng gây tranh cãi khi mà bị cho là xúc phạm nhiều người khác. Trong năm 2021, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng như là Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh, Vi Oanh vướng phải những ồn ào kiện cáo với bà Phương Hằng. Vào ngày 3 tháng 12 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra của công an thành phố đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác về tội phạm của bà Hằng đối với ông Võ Hoàng Yên. Cũng tháng 12 năm 2021, báo chí của Việt Nam cho hay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan tới việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm. Vào ngày 21 tháng Giêng năm 2022, theo báo chí tại Việt Nam, Bộ Công an chính thức kết luận Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ khác không có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trong công tác kêu gọi tiền từ thiện đợt bão lũ miền Trung năm 2020. Công an điều tra bà Phương Hằng Ngày 26 tháng Giêng, Công an tỉnh Bình Dương cho biết tới nay đã thụ lý xác minh đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân với bà Nguyễn Phương Hằng. 6 cá nhân đứng đơn tố cáo bao gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Hàng Ni, Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Các hành vi mà bà Phương Hằng bị các cá nhân này tố cáo bao gồm đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân vân vân sau đó thì công an thành phố đã quyết định tạm khoản xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng kể từ ngày 16 tháng 2 cho tới ngày 29 tháng 4 năm 2022 để phục vụ công tác điều tra vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan tới bà Hằng. Cơ quan này đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Trải nghiệm của du khách quốc tế đầu tiên tới Việt Nam sau 15 tháng 3. Việt Nam chính thức mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3. Tuy nhiên, thủ tục cấp visa điện tử và chính sách cách ly đối với khách quốc tế chỉ được công bố và áp dụng một ngày sau đó. Theo đó thì khách quốc tế tới Việt Nam không phải cách ly, chỉ phải trình xét nghiệm COVID-19 âm tính và không phải xét nghiệm lại. Những ngày cuối của tháng 3, một số công ty lữ hành đã có lượng khách quốc tế nhất định và sẽ đông hơn vào tháng 4. Công ty lữ hành Asia DMC đã có gần 50 khách chủ yếu đến từ châu Âu, đặt tour chỉ sau một tuần mở cửa. Anh Trịnh Văn Sĩ với 17 năm làm nghề hướng dẫn viên du lịch tâm sự khi nhận được lịch tour cho tháng 4, cảm giác của tôi vừa ngỡ ngàng vừa xúc động, háo hức đợi đến ngày được quay lại với nghề sau 2 năm nghỉ việc. Từ đầu năm nhận thấy Việt Nam có chính sách tiêm phủ và vaccine đạt hiệu quả cao, tôi đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho bản thân để khi khách quốc tế quay lại Việt Nam, tôi có thể phục vụ họ một cách chu đáo, chuyên nghiệp nhất. Là một trong những khách sạn hạng sang vào bậc nhất cả nước và đông khách nhất tại Hà Nội, Khách sạn Sofitel Legend Metropole cũng ghi nhận lượng khách tăng đáng kể kể từ 15 tháng 3. Hiện tại thì lượng khách chủ yếu nghỉ tại khách sạn gồm khách nội địa và khách thương gia. Tuy lượng khách du lịch vào thời điểm này chỉ chiếm 20% tổng số phòng, nhưng sang tháng 4, con số hứa hẹn sẽ tăng hơn. Những du khách đầu tiên sang Việt Nam ngay sau mở cửa có những trải nghiệm khó quên gia đình ông bà Hawkins cùng ba cô con gái đến từ bang Colorado của Hoa Kỳ chia sẻ những trải nghiệm của mình trong chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên sau đại dịch. Lúc đầu, chúng tôi được thông báo có thể làm visa tại cửa khẩu. Sau đó thì họ thay đổi và phút chót nên chúng tôi phải làm visa điện tử nhưng chỉ áp dụng từ ngày 16 tháng 3. Công ty du lịch giúp chúng tôi làm visa trong thời gian rất ngắn thông qua những mối quan hệ cá nhân. Chúng tôi được cấp visa vào ngày 18 tháng 3 và bay ngày 20 tháng 3. Tất nhiên chúng tôi phải test COVID trước khi bay. Nhưng điều đó không thành vấn đề so với những vướng mắc về thủ tục visa mà chúng tôi đã trải qua. Trên chuyến bay từ Mỹ sang Việt Nam, chúng tôi quá cảnh tại Seoul. Gia đình tôi là những khách du lịch duy nhất trên cả hai chặng bay. Chuyến bay từ Mỹ qua Seoul khá vắng Chúng tôi mỗi người được ngủ trên một hàng ghế. Nhưng chặn từ SEO tới Hà Nội, chuyến bay kín chỗ hơn và 100% khách trên chuyến bay là thương nhân ngoại trừ gia đình chúng tôi. Khi đặt tour sang Việt Nam, chúng tôi hiểu do tình hình COVID nên nhiều dịch vụ dành cho khách du lịch ngày trước giờ chưa được khởi động lại. Chúng tôi rất muốn xem múa rối nước nhưng không thể. Không có nhiều sự lựa chọn khi đặt tàu ngủ qua đêm tại Hà Long. Chúng tôi định đặt tàu với hạng mục cao nhưng chính sách hủy của họ làm khó chúng tôi khi tôi chưa biết có xin được visa sang Việt Nam không. Vì thế tôi quyết định chọn đặt tàu khác. Tuy nhiên, mất mặt này lại được mặt khác. Nơi nào chúng tôi tới cũng vắng khách. Chúng tôi không bị làm phiền bởi những bẫy du lịch. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi đi du lịch Việt Nam vào thời điểm này. Theo gia đình ông bà Kaukins chia sẻ, về lý thuyết, các chính sách mở cửa du lịch khá cởi mở, tạo điều kiện cho du khách quốc tế sang thăm Việt Nam, nhưng còn khá nhiều bất cập trong việc thi hành các chính sách liên quan, làm các công ty lữ hành bị động trong kinh doanh, ảnh hưởng tới quyết định đặt tour của khách du lịch. Trong thời gian tới, du lịch inbound đón khách quốc tế dự kiến bị thiệt hại nặng nề do lượng khách Nga, vốn chiếm 25% tổng lượng khách vào Việt Nam trước đại dịch, đang bị tạm dừng đi lại do chiến tranh Ukraine. Trong bối cảnh các nước trong khu vực như Campuchia, Thái Lan, Singapore đã mở cửa, nếu Việt Nam còn chậm trễ trong các quyết sách, cơ hội thu hút khách du lịch trong thời điểm này sẽ mất vào tay các nước lân cận có chính sách thông thoáng hơn. Khi đó Việt Nam nếu không cẩn thận sẽ là người bị bỏ lại phía sau. Bài viết của tác giả Nhật Lam trên BBC News Về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam, bản tin Covid-19 của Bộ Y tế Việt Nam ngày 27 tháng 3 cho biết có 103.126 ca mắc Covid-19 mới. Trong ngày thì có 164.553 ca khỏi bệnh, có thêm 62 ca tử vong. Hà Nội ghi nhận 9.623 ca mắc mới, trong khi Sài Gòn thì ghi nhận 1.059 ca nhiễm mới. Các địa phương khác có số ca mắc cao là Phú Thọ có 4.679 ca, Nghệ An có 4.362 ca, Bắc Giang có 4.000 ca, Yên Bái có 3.995 ca, Lào Cai thì ghi nhận 3.557 ca, Đắk Lắc có 3.443 ca, Lạng Sơn có 3.010 ca, Thái Bình có 2.865 ca. Kể từ đầu đại dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận có 8.919.557 ca nhiễm, với 42.258 ca tử vong. Tổng số ca đã khỏi bệnh là trên 5,1 triệu người. Số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 3.353 ca. Tổng số liều vaccine đã được tiêm ở Việt Nam cho đến nay là trên 204,8 triệu liều. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Tiếp theo sẽ là một số tin tức giải trí. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với biên tập viên Thiên Hà và Nhân Nguyễn. Chào mừng quý vị đến với bản tin giải trí của ngày 27 tháng 3 Bản tin hôm nay bao gồm các thông tin chính như sau. Đà Lạt được xếp vào top những điểm đến ngắm hoa đẹp nhất thế giới. Vợ chồng tài tử Ryan Reynolds quyên góp 500.000 đô la để giúp các cộng đồng bản địa ở Canada tiếp cận với nguồn nước sạch. Podcast Spotify đầu tiên của Megan Markle sẽ tập trung vào định kiến phụ nữ. Tài tử Keanu Reeves và phim của anh bị cấm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Instagram mang lại tùy chọn cho nguồn cung cấp dữ liệu theo trình tự thời gian được tìm kiếm. Đến với chuyên mục điểm phim, mời quý vị theo dõi bộ phim The Grand Budapest Hotel. Đà Lạt được xếp vào top những điểm đến ngắm hoa đẹp nhất thế giới Đà Lạt, một thị trấn Tây Nguyên nổi tiếng ở Việt Nam, đã được du khách toàn cầu xếp vào danh sách 10 điểm đến ngắm hoa đẹp nhất thế giới. Theo công ty du lịch đặt phòng trực tuyến Booking.com, có trụ sở tại Mỹ mô tả, thường được mệnh danh là thành phố ngàn hoa. Đà Lạt là nơi có nhiều công viên hoa, trang trại và lễ hội khác nhau. Mỗi công viên đều trang trí thành phố với những bông hoa rực rỡ và cảnh quan xinh tươi khu vườn nổi tiếng thu hút du khách quanh năm nhất là ở trung tâm Đà Lạt với những vòm hoa xếp thành cổng hướng ra Hồ Xuân Hương. Ngoài ra, vườn hoa oải hương ở Hồ Tuyền Lâm, cánh đồng hoa hướng dương ở Đà Lạt Miêu Farm, vườn hoa cẩm tú cầu ở Trại Mát và rất nhiều đường hoa mai anh đào đều là những điểm đến tuyệt vời khác mà du khách không nên bỏ lỡ. Nằm trên cao nguyên khoảng 1.500m so với mực nước biển, Đà Lạt có thời tiết mát mẻ quanh năm, trái ngược với khí hậu nhiệt đới của Việt Nam. Đà Lạt là một trong những vùng trồng hoa lớn nhất của Việt Nam, sản xuất khoảng 3 tỷ bông hoa mỗi năm, 10% trong số đó được xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc và Trung Quốc đại lục danh sách những điểm đến hàng đầu thế giới để ngắm hoa được du khách đánh giá cao trên nền tảng booking com bao gồm amsterdam ở hà lan victoria ở canada funchal ở bồ đào nha ramado ở brazil cameron ở malaysia cordoba ở tây ban nha tuwumba ở úc và istanbul ở thổ nhĩ kỳ Vợ chồng tài tử Ryan Reynolds quyên góp 500.000 đô la để giúp các cộng đồng bản địa ở Canada tiếp cận với nguồn nước sạch. Nếu bạn có thể bật vòi nước trong nhà và có được cho mình nguồn nước sạch và an toàn, hãy xem đó là điều may mắn bởi không phải tất cả người Canada đều có quyền sử dụng như nhau. Trong một động thái giúp đưa vấn đề này ra ánh sáng, đồng thời giúp chống lại nó, nam diễn viên sinh ra ở Vancouver Ren Reiner cùng với vợ của mình là nữ diễn viên Blake Lively gần đây đã quyên góp 500.000 đô la cho một tổ chức từ thiện về nước, an toàn tập trung vào người bản địa. Water First Education and Train Inc là tổ chức từ thiện tập trung vào việc đạt được quyền tiếp cận bền vững với nguồn nước sạch và an toàn trong các cộng đồng bản địa ở Canada. Tổ chức này cung cấp các khóa thực tập và điều hành các chương trình địa phương nhằm đào tạo thanh niên bản địa đưa nước an toàn vào cộng đồng của họ thông qua các nhà máy xử lý nước. Trang web của Water First lưu ý rằng 15% cộng đồng bản địa First Nation của Canada và 35% cộng đồng Ontario đang được tư vấn về nước uống. Trong khi nhiều cộng đồng bản địa vẫn đang kêu gọi cần có thêm những người trẻ tuổi có trình độ tại địa phương để hỗ trợ những vấn đề đang diễn ra. Khi tổ chức này thông báo về việc quyên góp, tài tử Reynolds đã lên Twitter và chia sẻ một tuyên bố chung với nữ diễn viên Blake Lively. Tiếp cận với nguồn nước sạch là quyền cơ bản của con người. Canada là quê hương của hơn 20% nước ngọt trên hành tinh và không có lý do nào có thể chấp nhận được rằng các cộng đồng bản địa không được tiếp cận với nguồn nước sạch và an toàn. Podcast Spotify đầu tiên của Meghan Markle sẽ tập trung vào định kiến phụ nữ. Podcast đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa vợ chồng hoàng tử Harry với Spotify sẽ tập trung vào các định kiến và những nhãn mát tiêu cực mà nữ giới đang phải hứng chịu. Tên của podcast có từ đề là Archetypes sẽ do nữ công tước xứ Success Megan Markle dẫn dắt và dự kiến sẽ ra mắt vào mùa hè này. Loạt audio sẽ có cuộc phỏng vấn với các nhà sử học và chuyên gia để điều tra về những định kiến đang cố gắng gây cản trở cho phụ nữ, theo một bản tóm tắt được đăng tải trên Spotify. Hôm thứ Năm vừa qua, dịch vụ phát triển trực tuyến đã phát hành một đoạn giới thiệu dài một phút mở đầu bằng các đoạn clip về những người sử dụng các từ ngữ thô tục và nói về những định kiến mà họ dùng để mô tả sức mạnh và trí thông minh của phụ nữ. Tôi là Megan và đây là podcast Archetypes nơi chúng tôi sẽ mổ xẻ, khám phá và lật đổ những định kiến đang cố gắng kim hãm phụ nữ. Nữ công tước sứ Success nói trong đoạn audio, khách mời của podcast hiện vẫn chưa được công bố. Vợ chồng hoàng tử Harry đã có một thỏa thuận kéo dài nhiều năm để sản xuất và lưu trữ podcast cho Spotify với công ty sản xuất Artwell Audio của họ. Hồi tháng 1 năm nay, cặp đôi đã kêu gọi dịch vụ phát triển trực tuyến hành động nhiều hơn nữa để chống lại thông tin sai lệch về Covid-19. Harry và Meghan đã rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia vào tháng 3 năm 2020 vì những gì họ mô tả là sự xâm phạm và thái độ phân biệt chủng tộc của giới truyền thông Anh đối với nữ công tước. Kể từ đó, cặp đôi đã chuyển đến California, nơi họ đang nuôi dạy hai đứa con của mình là Archie và Lily. tài tử Keanu Reeves và phim của anh bị cấm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Mới đây, một tác phẩm điện ảnh được công chiếu trên toàn thế giới của tài tử Keanu Reeves đã bị kiểm duyệt chặt chẽ từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc và nguyên nhân dẫn đến sự việc lần này chỉ là do anh đã tham gia một buổi hòa nhạc. Hồi đầu tháng 3, nam diễn viên đã tham dự buổi hòa nhạc gây quỷ tại Tibet House, tổ chức bảo tồn văn hóa có trụ sở tại New York thực hiện. Tippett House được thành lập theo yêu cầu của người đạt giải Nobel Hòa Bình, Đức Đạt Lai Lạc Ma. Động thái vô tội này dường như đã xúc phạm chính phủ Trung Quốc, vốn đã phỉ bán Đức Đạt Lai Lạc Ma theo chủ nghĩa hòa bình như một nhà lãnh đạo ly khai, nguy hiểm vì sự ủng hộ thẳng thắn của ông đối với nền độc lập của Tây Tạng. Lúc đầu, tài tử Keanu Reeves chỉ vấp phải những phản ứng dữ dội của một cuộc tẩy chay nhằm hạn chế bộ phim bom tấn mới nhất của anh là The Matrix Resurrection. Kể cả sau khi buổi hòa nhạc gây quỷ đã diễn ra, bộ phim vẫn được công chiếu tại rạp và nhiều tác phẩm nổi tiếng khác của nam diễn viên vẫn có thể truy cập được trên các nền tảng phát trực tuyến của Trung Quốc. Tuy nhiên, tình thế dường như đã thay đổi khi đảng cầm quyền Trung Quốc đã quyết định sử dụng sự kiểm soát chặt chẽ của mình trên các phương tiện truyền thông để xóa bỏ các sự kiện hiện diện của nam diễn viên tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Cho đến thứ hai tuần trước, người dùng các nền tảng phát trực tuyến của Trung Quốc vẫn có thể truy cập vào các phim bom tấn của Keanu Reeves như bộ phim như bộ ba phim gốc The Matrix, phim hành động thập niên 90 Speed và bộ phim khoa học viễn tưởng Bill and Ted's Excellent Adventure. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, việc tìm kiếm những bộ phim đó không hiển thị kết quả. Chẳng hạn như khi tìm kiếm trên các nền tảng phim IQG, người xem sẽ bắt gặp thông báo không thể tìm thấy kết quả nào liên quan đến Keanu Reeves. Cùng với các dòng chữ, do các điều kiện, quy định chính sách liên quan, một số kết quả không được hiển thị. Tài tử Keanu Reeves có thể bị loại khỏi hầu hết các phương tiện truyền thông Trung Quốc chỉ có một vài kết quả đã lọt qua được tầm mắt của các nhà kiểm duyệt truyền thông nhà nước, chẳng hạn như bộ phim hoạt hình Toy Story do anh lồng tiếng. Không riêng gì Keanu Reeves, đảng cầm quyền Trung Quốc đã thực hiện hành động trừng phạt tương tự đối với các ngôi sao Hollywood như Brad Pitt, Richard Craig, Selena Gomez và Lady Gaga vì họ chỉ thừa nhận sự tồn tại của Tây Tạng. Instagram mang lại tùy chọn cho nguồn cung cấp dữ liệu theo trình tự thời gian được tìm kiếm. Instagram đang mang lại một phiên bản nguồn cung cấp dữ liệu tin tức của mình để sắp xếp các bài đăng theo thứ tự thời gian được tìm kiếm thay vì xếp hạng theo các thuật toán của nền tảng. Tuy nhiên, công ty cho biết phương pháp xếp hạng thuật toán của họ vẫn sẽ được mặc định tuy chọn mới này được tung ra cho người dùng trên toàn cầu hôm thứ tư nhưng đã được người đứng đầu instagram lần đầu tiên nhắc đến trong phiên điều trần tại thượng viện vào năm ngoái về tác động của nền tảng này đối với thanh thiếu niên vào thời điểm đó động thái này dường như nhằm giải quyết những lo ngại về các thuật toán đôi khi đẩy người dùng trẻ tuổi vào những lỗ hổng có hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của tuổi trẻ Instagram cho biết hôm thứ tư rằng người dùng sẽ có thể lựa chọn hai cách mới để hiển thị các bài đăng trong nguồn cấp dữ liệu theo thứ tự thời gian được tìm kiếm công cụ đầu tiên và quen thuộc nhất đối với những người đã sử dụng các ứng dụng xã hội là một công cụ theo dõi following nguồn cấp dữ liệu này sẽ chỉ hiển thị cho các bạn các bài đăng từ những người mà bạn đang theo dõi ngoài ra Instagram cũng sẽ cung cấp tính năng yêu thích favorite Tính năng này sẽ hiển thị các bài đăng mới nhất từ danh sách các tài khoản cụ thể, chẳng hạn như bạn bè thân thiết nhất và người sáng tạo yêu thích của bạn. Người dùng có thể thêm tối đa 50 tài khoản yêu thích của mình và các bài đăng từ các tài khoản này sẽ được hiển thị cao hơn. Mọi người sẽ không được thông báo khi họ được thêm hoặc xóa khỏi các danh sách đó cũng như người anh em Facebook của mình, người dùng Instagram sẽ phải lựa chọn sử dụng nguồn cấp dữ liệu theo trình tự thời gian được tìm kiếm nếu họ mong muốn. Đến với chuyên mục điểm phim của tuần này, mời quý vị cùng theo dõi bộ phim The Grand Budapest Hotel. The Grand Budapest Hotel là một bộ phim hài năm 2014 do Wes Anderson biên kịch và đạo diễn, lấy cảm hứng từ tác phẩm của Stephen Ways, nhà văn nổi tiếng người Áo. Bộ phim là một sản phẩm hợp tác của Anh và Đức do các công ty tài chính của Đức và các tổ chức tài trợ phim góp vốn. The Grand Budapest Hotel đã ra mắt trong sự ca ngợi của các nhà phê bình phim nói chung và nhiều người đã đưa vào danh sách Top 10 cuối năm. Bộ phim sau đó đã giành được 4 giải Oscar cho thiết kế sản xuất xuất sắc nhất, Bộ phim hay nhất Thiết kế trang phục và hóa trang đẹp nhất The Grand Budapest Hotel lấy bối cảnh ở một nơi tại Cộng Hòa, Zubroka, một quốc gia giả tưởng ở khu vực Trung Tây. Đất nước này trước đây đã bị tàn phá bởi chiến tranh và nghèo đói. Câu chuyện mở đầu với bối cảnh diễn ra năm 1985 khi tác giả đang ngồi trên bàn làm việc. Ông bắt đầu kể lại câu chuyện về một chuyến đi của mình đến khách sạn Grand Budapest vào năm 1968, trong một buổi chiều nọ, ông đã tình cờ gặp gỡ Zero Mostafa, ông chủ gia của một khách sạn, và họ đã đồng ý gặp nhau vào buổi tối hôm đó. Trong bữa ăn tối tại phòng lớn của khách sạn, Mostafa đã kể cho anh nghe những câu chuyện về ông nắm quyền sở hữu khách sạn Grand Budapest và lý do ông không muốn nó đóng cửa. Được Grand Budapest Hotel là một bộ phim với những cảnh quay sống động về những câu chuyện ở mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, được lồng ghép một cách khéo léo và sự tham gia diễn xuất của Ralph Fiennes, Tony Rivoli và Saori Roman. The Grand Budapest Hotel sẽ đưa khán giả khám phá từng tầng lớp ý nghĩa đằng sau mỗi câu chuyện, hệt như tòa khách sạn nhiều tầng nguy nga xuất hiện trong bộ phim. Quý vị có thể thưởng thức bộ phim này trên Disney Plus. Sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 26 tháng 3 năm 2022 như sau. 1 đô la Mỹ bằng 23.151 đồng Việt Nam. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đồng đô Canada áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực ngày 24 tháng 3 năm 2022 đến 30 tháng 3 năm 2022 như sau. 1 Canada bằng 18.402 đồng Việt Nam. Trong khi đó thì theo Bank of Canada, 1 Canada bằng 0,7999 đô la Mỹ và bằng 0,7272 đồng Euro. Giá dầu thô WTI là 113,90 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 120,70 đô la Mỹ một thùng, còn giá vàng là 1958,38 đô la Mỹ một ounce. Và trước khi kết thúc bản tin hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn cuối tuần, một câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống, câu chuyện bài học từ hưu cao cổ với giọng đọc của Ngọc Yến. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế giới hôm nay trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và nhớ bật nút chuông thông báo để đón theo dõi các video mới tiếp theo kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một Chủ nhật an lành và một tuần mới vui vẻ và nhiều may mắn. Hoàng Anh, Tuấn Liêm cùng nhóm biên tập xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Câu chuyện cuối tuần Bài học từ hưu cao cổ Khi sinh con, hưu mẹ không nằm mà lại đứng Và như vậy, hưu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3 mét xuống đất và nằm ngay đơ Rồi hưu mẹ làm một việc kỳ lạ Đó là đá hưu con cho đến khi nào hưu con chịu đứng dậy mới thôi khi hu con mỏi chân và nằm, hu mẹ lại thúc hu con đứng lên. Đến lúc hu con đã thực sự đứng được, hu mẹ lại đẩy hu con ngã xuống để hu con phải nỗ lực tự mình đứng dậy lần nữa. Điều này nghe có vẻ lạ với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho hu con, bởi vì hu con cần phải tự đứng được để có thể tồn tại với bầy đàn. Nếu không hu con sẽ trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ chúng ta cũng thế thật dễ nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ nhưng cho dù đang phải đối mặt với nhiều gian khổ thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin hãy ghi nhớ rằng mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn đừng bao giờ để thất bại quật ngã mà hãy để nó trở thành thầy dạy của chúng ta đây chính là bí quyết để thành công người ta không thua khi bị đánh bại mà chỉ thua khi đầu hàng thomas edison đã nói tôi không bao giờ nản chí vì đối với tôi mỗi một nỗ lực không thành công là một tiến bộ cũng giống như bạn sẽ không biết mình mạnh mẽ thế nào cho đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất